Ngày 23 tháng 1 năm 2022, nhằm ngày 21 tháng 12 năm Tân Sửu, Chùa Hoằng Pháp đã tổ chức buổi gửi tặng quà đến người nghèo trên địa bàn hai xã Tân Hiệp, xã Tân Thế Nhì thuộc huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số phần quà chùa đã gửi tặng là 600 phần, mỗi phần quà gồm 5 kg gạo, 10 gói mì, 1 chai nước tương, 1 gói đường, 1 gói bột ngọt. Theo đó, bà con trực tiếp đến chùa nhận quà thông qua giấy phiếu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 23 tháng 1 năm 2022, nhằm ngày 21 tháng Chạp năm Tân Sửu. Nhân dịp năm mới sắp đến, chùa Hoằng Pháp kết hợp với Ủy ban Nhân dân xã Tân Thế Nhì cùng với Ủy ban Nhân dân xã Tân Hiệp nhằm tạo điều kiện cho bà con khu vực xung quanh chùa Hoằng Pháp đến chùa để gieo duyên. Thứ hai nữa là có những phần quà nhân ngày Tết sắp đến để tặng cho bà con nhằm động viên, an ủi cho bà con vì tình hình dịch bệnh cũng còn diễn biến phức tạp. Nhân dịp năm mới, chùa cũng xin kính chúc cho bà con luôn có nhiều sức khỏe và năm mới sẽ luôn là những điều tốt đẹp, dịch bệnh sẽ ngày càng được thuyên giảm, tiêu trừ để trả lại không khí và cuộc sống bình an cho bà con. Nhân đây cũng xin kính chúc chính quyền lãnh đạo hai xã Tân Thế Nhì và xã Tân Hiệp luôn có nhiều sức khỏe để có nhiều cái đóng góp giúp cho xã hội đi vào ổn định, trật tự. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là những phần quà nhằm hỗ trợ phần nào cho các hộ dân nghèo, hộ cận nghèo vui xuân đón Tết, đặc biệt là trong thời gian vẫn còn dịch bệnh COVID-19. Năm nay một chùa tổ chức một phát quà cho bà con khó khăn, rất là mừng, rất là coi như ấm áp trong cái tình nghĩa, coi như là chùa cũng có quan tâm, và coi như là với lại Phật tử và đồng bào nhân dân quanh chùa rất là cảm ơn. Cái điều làm một cái điều rất là hay và rất là ấm áp cho coi như là con người dân, rất là vui mừng. Coi như năm cũ sang năm mới, ở đây là ở chùa Hoằng Pháp với ở xã phối hợp là cho những người chị em cô bác khó khăn nghèo, tôi xin cảm ơn. Xuân về Tết đến, mọi điều hạnh phúc đến với mọi nhà và thật ý nghĩa hơn khi những người dân nghèo đều được hưởng một mùa xuân ấm áp trong sự sẻ chia đùm bọc của cộng đồng.